Không có những là không có lấy con này phải dúa con này phải dúa ra Không biết là cô ra là có ý định là gì được cô bác. Ở đây là mẹ của Hải ấy, thì bây giờ cháu Đức sẽ xem cô là đây làm cái gì. Cháu Đức cũng đã nói với cô rồi. Vừa rồi ở dưới nhà thì có mẹ là làm gì ở dưới nhà? Mẹ không làm gì đâu, nhưng mà mẹ lên từ sáng đây, rồi. Thế nhưng mà tại sao lại không muốn gặp? Tại vì mẹ em để em, nhưng mà mẹ em đã làm em thế rồi, em rất buồn. Thử gần đi, gần gần đầu bóng kia xem nó sáng không? Vâng. Đấy, sáng luôn này. Đấy, ở đây thì nó sẽ cảm biến con. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác. Đấy, như cô bác theo dõi cái thước phim trước thì cũng đã biết rằng cái ngôi nhà của ba ông cháu hiện tại đã sơn xong đi vào hết mọi cái rồi. Thế bây giờ chỉ cần lắp cửa nữa thôi thì cũng đến ngày là tân gia rồi đấy cô bác. Bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng đi vào nhà mới của ba ông cháu cô bác nhá. Đấy, ở đây thì cái tách này thì hiện tại là cũng đã có nước trong mọi cái rồi. Hôm nọ thì cũng đã được cháu Lực với lại ba ông cháu là lên trên xin nước kia để kéo về đây cô bác. Có vẻ như là có một cô là đang quấn cái ống nhựa, không biết là cô là quấn ống nhựa để làm gì. Cái ống nhựa này thì là hôm nọ mà cháu Đức mua lên để còn dư cô bác. Không có như là không có lấy con này bị rúa ra. Tú hai là tú sư bị thế nào lê? Sư bị đi hứa. Mà này đứa chứ là? Mà đứa. Cháu Đức vừa mới hỏi cô là vào đây lâu chưa? Thì cô bảo là lâu rồi cô bác. Ra là giúp Hải với Sự là quấn cái ống nước này. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ gọi em Hải lên một chút cô bác. Đây à, nhắc lại, ở bác tốt này cơ đây à. Đây à, tốt này, tốt này. Đây ở chờ, tốt này đây à. Đây, tốt này đây à. Đấy, ở trong này, đấy, đây à. Đây à. Không biết là cô ra là có ý định là gì được cô bác. Ở đây là mẹ của Hải ấy, thì bây giờ cháu Đức sẽ xem cô là đây làm cái gì. Cháu Đức cũng đã nói với cô rồi. Anh chào Hải nhá. Vừa rồi đi. Rồi. Thấy anh lên thì lên đây à? Vâng. Cháu Hải xin chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi. Thưa cô bác, vừa rồi là mẹ của em Hải cô bác. Ở đây thì cháu Lực không biết là mẹ của em Hải là lên đây làm cái mục đích gì. Vừa rồi thì thấy cháu Lực lên thì cô cũng đi về luôn cô bác. Đấy, nếu mà cháu Lực không có lên thì không biết là mẹ của em Hải là làm cái gì? Mẹ của Hải là ra đây làm gì? Ra đây cuốn cái chú nước kia. Em nhưng mà em vẫn không biết đây là lên trên này làm cái gì. Em vừa đi chăn trâu về. Vừa đi chăn trâu về. Vâng. Thế anh Sử không ở nhà? Không đâu ạ. Anh Sử đi đâu rồi? Anh Sử đi từ sáng rồi, không biết đi đâu ạ. Đi từ sáng rồi à? Vâng. Còn lẽ là hôm nay em Sử đã đi theo bạn để đi đánh bóng sao của bác ạ. Cháu Lực mấy hôm trước thì cháu Lực cũng biết rằng là thôn ở đây đang có một cái văn nghệ gì. Đây, có phải đi đánh bóng không? Em không biết đâu ạ. Không biết đâu á? Vâng. Thế mẹ Hải lên đây lâu chưa? Lâu rồi ạ. Lâu rồi ạ? Vâng. Thế Hải biết từ sáng hay là vừa rồi mới biết?
Em biết từ sáng rồi. Biết từ sáng á? Vâng. Thế là từ sáng là mẹ Hải là ở trên này hay là ở chỗ nào? Em vẫn không biết rồi, nhưng mà sáng nay thì mẹ xuống nhà kia lên thuê. Nhà cũ à? Và Thế ông có biết không? ông không biết rồi. Không biết á? Vâng. Thế mình em là biết rồi à? Thế hôm nay Vâng. ông đi đâu? Ông sáng nay ông đi cắt cỏ rồi ạ. Sáng ông đi cắt cỏ à? Vâng. Thế đến giờ thì ông chưa về à? Vâng. Thế mẹ của Hải là hôm nay mới sang bên này hay là sang lâu rồi? Hôm nay mới sang thôi ạ. Hôm nay mới sang á? Vâng. Thế là vừa rồi thì thấy mẹ em ở đây hay là thấy anh ở đây thì mới lên? Chắc là thấy anh ạ. Thấy anh á? Vâng. Nhưng mà anh đang hỏi là vừa rồi em lên đây thì thấy anh hay là thấy mẹ của em thì em lên đây? Em thấy anh ạ. Thấy anh thì mới lên à? Vâng. Thế vừa rồi ở dưới nhà thì có mẹ là làm gì ở dưới nhà? Mẹ không làm gì đâu, nhưng mà mẹ lên từ sáng đây rồi ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Sáng nay à? Vâng. Thế ở khu này thì có anh em gì với mẹ của em không? Không có đâu ạ. Không có. Vâng. Thế vừa rồi là mẹ đi đâu rồi biết không? Em không biết đâu ạ. Không biết á? Vâng. Chắc là những cái mối quan hệ của người mẹ, thành ra là em Hải cũng không có biết, thành ra là không biết là đi đâu. Chắc chắn là ở trên này có hàng xóm thì thành ra là mới lên. Mẹ của Hải thì vừa rồi thấy cháu Lực thì mới bỏ đi cô bác, không biết là vừa rồi là đi đâu rồi. Thế vừa rồi thì đang quấn ống nhựa ở đằng sau này thì thấy cháu Lực lên thì cũng bỏ xuống xong là đi về luôn. Thế thì em quấn lại cái ống nhựa này để cho chú khác đi. Vâng. Không biết là ý định của người mẹ là muốn lấy ống nước này đi hay là lên hay là ra giúp đỡ, nhưng mà mỗi lần mà khi mà người mẹ của các em gặp bà cháu Lực đều 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 bỏ chạy hết cô bác ạ. Mẹ của Hải thì không có biết nghe tiếng Kinh, thành ra là cháu Lực nói rất là khó. Nhưng mà Hải có biết là đợt này sao mẹ lại ra đây nhiều nhiều thế không? Em không biết rồi ạ. Cũng không biết à? Vâng. Em có đã từng nói chuyện với mẹ chưa? Chưa đâu ạ. Chưa à? Vâng. Ở đây thì mỗi lần mà em Hải của bác mẹ ra đây cái thì là em là bỏ chạy luôn, không có ở nhà. Hãy để trên kia kìa. Hãy để cùng ở kia kìa. Vâng. Ở đây thì chắc chắn nếu để mà mẹ trộm không bác thì chắc chắn là sẽ không có dám trộm, tại vì là ban ngày mà ở bên kia thì còn có nhà nữa và trên này cũng có nhà nữa. Đấy, để đấy đi. Đấy, để tạm đây đã. Đang khô thì đốt đốt luôn cái này này. Đang khô thì đốt cái này luôn. Thế sáng nay là ông là chưa gặp mẹ đâu đúng không? Chưa rồi ạ.
Thế là mình em gặp thôi à? Vâng. Thế là xong là em là thả trâu là đi chăn trâu luôn à? Vâng ạ. Ngày vừa rồi thì cháu Đức đang nói đến cái chuyện mà nếu mà để trộm của bác thì chắc chắn là sẽ không có dám trộm. Đây, ở đây thì cháu Đức không biết rằng là người mẹ của các em có ý định là giúp đỡ các em quận ống nước hay là kéo đi đâu. Đây, ở đây thì khi mà thấy cháu Đức thì là người mẹ là bỏ chạy luôn. Đấy, chỉ nói bằng tiếng Mông xong là bỏ chạy luôn. Đấy, tiếng Mông thì cháu Đức cũng không có biết, thành ra là cũng không có biết nói nhiều. Mỗi lần mà gặp ấy thì cháu Lực đều có người phận, cháu Lực nhờ người phiên dịch thì người mẹ mới hiểu. Thời gian này mẹ ra suốt thì ông không nói gì à? Ông có nhưng mà ông không ở nhà đâu ạ. Ông không ở nhà thì mới lên đây à? Vâng ạ. Thế là chắc là do là không có ai ở nhà, em Hải đi chăn trâu thì mới lên trên nhà mới này các bác. Không biết ở trong nhà thì người mẹ có làm cái gì nữa không. Hãy vứt những cái vỏ bao lên trên hết đi, nó được cháy ấy. Vâng. Đốt đốt cho nó cháy hết đi mấy cái vỏ bao này. Vâng. Ngay ở đây thì gia đình của ba ông cháu cũng nói rất là nhiều, mà cháu Lực cũng nói rất là nhiều các bác, nhưng mà người mẹ vẫn có cái tính mà rất là lì lợm, cứ hay hay lên trên này. Thế hôm nay thế vừa rồi gặp mẹ thì có nói gì không, mẹ có nói gì không? Mẹ không nói đâu ạ. Mẹ không nói à? Vâng. Nhưng mà em không ở nhà hay là em gặp mẹ nhưng mà mẹ không nói? Em không ở nhà đâu ạ. Không ở nhà. Vâng. Thế là sao biết là mẹ xuống nhà cũ? Sáng nay em vừa ăn cơm xong thì mẹ về thôi ạ. Vừa ăn cơm xong mẹ về à? Vâng ạ. Thời gian này thì có vẻ là người mẹ qua đây rất là nhiều các bác ạ. Ở trên thì vùng cao thì các cô, đa số các cô là không có đi học hành nhé, thành ra là khi mà thấy con cái mình trưởng thành rồi thì lại muốn sang để mà nhờ vả đấy. Nhưng mà khi một khi mà cháu Lực còn giúp đỡ bao cháu thì chắc chắn là cháu Lực sẽ không có cái chuyện là cho người mẹ mà ra ở cùng các em thêm một lần nữa, và cái điều này thì các em cũng không hề muốn cả đấy. Ở đây thì người mẹ rình rình là khi mà không có ai ở nhà thì người mẹ mới sang đấy. Trước thì cháu Lực cũng đã giải quyết cái câu chuyện này triệt để khá là một lần rồi, nhưng mà lúc đấy thì gọi cả bên cán bộ thôn ra đã nói một lần rồi. Có lần thì người mẹ say rượu vào đây nói, có lần thì không say rượu. Cháy chưa? Đi kia kìa, đi nhặt mấy cái kia kìa. Đấy, nhặt hết chỗ này này. Nhặt hết bỏ vào đây đốt đi. Em Hải thì mỗi lần mà người mẹ sang thì em ấy đều là bỏ chạy hết, là không ở nhà luôn cô bác. Rồi anh em mình đi xuống nhà đi. Ông thì đã đi lấy cỏ về chưa? Lúc mà em lên thì ông về rồi. Ông cũng về rồi à? Vâng. Sân à, phần sân mọi cái thì làm cũng rất là rộng rãi rồi, cũng đã đổ xong hết rồi. Đấy, còn là về cái phần sơn của bác thì cũng đã sơn hết mọi cái từ trong ra ngoài rồi. Ở đây thì gia đình nhà của bao cháu thì cháu được lựa chọn là ba màu sơn của bác, một là cái sân lót và thứ hai thì là sơn ở
bên trong nhà, và thứ ba thì là sơn ở ngoài, sơn trong nhà và sơn ngoài nhà. Vào trong nhà thì cũng khá là rực rỡ rồi các bác, khi mà sơn xong đấy. Bây giờ thì chờ mỗi cửa nó thôi là cũng hoàn thiện xong nhà của ba ông cháu rồi các bác. Tại ở đây thì cháu được đi cận cảnh rồi các bác này. Đấy, khi mà các anh mài rúa xong mọi cái thì cái bức tường cũng rất là phẳng, và khi mà sơn lên thì nó rất là mịn. Ở phần bên ngoài thì có vẻ là còn vừa mới hoàn thiện các bác, còn rất là nhiều những cái vỏ bao, cho nên là mấy anh em cũng sẽ phải là dọn dẹp hết mọi cái. Ai, đốt đốt ở kia kìa, đốt ở kia kìa, kia đang có nhiều hơn đấy. Đốt luôn. Đấy. Những cái vỏ bao này thì bây giờ mình hoàn thiện xong ấy, ở đây thì cũng rách hết rồi, thành ra là mình bắt buộc là mình phải đốt. Thế Hải thì có mong muốn là gặp mẹ của mình không? Em không muốn gặp một chút nào đó ạ. Không muốn gặp một chút nào á? Vâng. Thế nhưng mà tại sao lại không muốn gặp? Tại vì mẹ em để em, nhưng mà mẹ em đã làm em thế rồi, em rất buồn ạ. Rất buồn. Thế em Vâng. có ghét mẹ không? Có ạ. Có Vâng. à? Ở đây thì cái chuyện đấy của bác, nếu mà như mà người mẹ của em Hải mà muốn đi thêm một bước nữa thì có thể là đợi em Hải trưởng thành hơn một chút, thì lúc đấy đi thì cũng không có muộn. Còn là tình mẹ con, nhưng mà ở đây ngược lại thì vứt bỏ em ấy ở lại luôn. Lúc đấy thì em còn chưa cai sứa đấy cô bác. Đấy, đốt đốt ở đấy luôn. Vâng. Mỗi lần mà Hải mà gặp mẹ của Hải ấy, thì Hải như thế nào? Em trốn ạ. Trốn á? Vâng. Thế toàn lựa chọn là trốn thôi à? Vâng. Ở đây thì em Hải là không muốn gặp người mẹ của mình là chút nào các bác ạ. Thế ở đây thì cháu Lực cũng không có gọi là quá can thiệp vào cái chuyện của các em, nhưng mà nếu mà những cái chuyện gì mà nó đi thật quá xa hay là nó không có đúng với đạo lý thì cháu Lực sẽ đi vào và nói. Ở đây thì cháu Lực cũng đã nói với người mẹ của em Hải, nhờ người ta phiên dịch rất là nhiều rồi, thậm chí là cháu Lực còn gọi cả anh trưởng thôn ra nói rồi. Đấy, lâu lâu thì mẹ của em Hải lại ra bên này một lần. Có thể là mẹ của Hải là lên trên này gặp nhà ai đó các bác, xong là ghé qua. Lấy cái này để nhiều nhiều đi này, nó mới đốt chứ. Vâng. Đây này. Đây cũng có. Đây có à? Vâng. Đấy, đốt cho nó cháy hết đi. Đốt cho nó cháy hết đi. Thế là Hải là mỗi lần chăn trâu là lên trên nhà mới hay là ở nhà cũ chăn trâu về ấy? Em chăn trâu về thì em lên trên nhà mới ạ. Lên trên nhà mới à? Vâng. Lên trên nhà mới là để em làm gì? Em dọn nhà cửa. Em dọn nhà. Vâng. Đấy, bây giờ thì lấy cho anh khều khều xuống. Vâng. Hôm nay có vẻ như Hải rất là buồn nhỉ. Vâng. Ở đây thì buồn vì chuyện gì thì các bác cũng đã biết rồi. Ở đầu video của bác, ở đây có thể là vừa rồi người mẹ ra đây khá là lâu rồi. Nhưng mà cháu Lực chưa có lên đấy. Thành ra là cháu Lực không có
bắt gặp thêm là người mẹ làm thêm những cái vấn đề gì. Vậy ở đây thì anh em chỉ là cháu Lực với em Hải chỉ là đốt những cái vỏ bao thôi, cho nên là đừng các bác đừng có sợ mà cháy rừng của bác nhé. Cháy hết chưa? Dạ, chết cháy thế này. Đấy. Đấy, từ từ anh khều khều xuống đấy. Đấy, đá nha. Nào. Rồi, tí nó có cháy hết rồi. Đấy. Đi xem là còn chỗ nào nó không để mình dọn nốt. Đi đường nào ấy? Đường đấy Đường này à? Đấy, đi. Đi trước anh đi. Cái cột đèn này thì hôm nọ là cháu Lực cũng đào rất là sâu rồi, cho nên là không có sợ là nó bị lung lay cả cô bác này. Bây giờ cháu Lực đang lung lay, nó không có bị lung lay cả. Hôm nọ thì cũng có một số cô bác có điện cho cháu Lực nói rằng là tại sao không đổ xi vào đấy. Thì lúc mà anh em đang làm thì xi ở nhà thì cũng hết rồi, thành ra là cháu Lực không có mua được xi lên. Thành ra là bắt buộc anh em phải thào nó thật sâu xong là chôn xuống. Cái bóng đèn này thì mỗi lần mà đến tối ấy, thì có ai đi qua thì là nó sẽ sáng luôn. Còn là với cây này thì chắc là vẫn phải ngâm cứu làm sao mà có khi là phải cưa đi các bác ạ. Sợ là sau này nó gió to với nó đổ vào nhà đấy. Ở đây thì mày nữa, ba ông cháu có thể là làm ở đây thêm một cái chỗ mà để phơi thóc phơi ngô các bác. Thì làm ở đây nó cũng rất là ok. Hôm nọ thì khi mà cháu Lực dỡ lán của mấy anh em thợ đi ấy, thì có các bác cũng có bảo cháu Lực là dỡ khớ đi rất là tiếc. Nhưng mà hôm nọ là các anh em thợ cũng chỉ làm tạm bợ thôi, thành ra là bắt buộc mình phải gỡ đi để mà mình làm lại thêm cái mới. Đấy, một khi mà nó sơn vào một chút lại nhìn vào trong nó sáng bóng hơn rất là nhiều. Bây giờ thì sạch hết rồi nhỉ, không còn sơn để mà dính nữa. Hôm nay thì mẹ xuống nhà thì có uống rượu không? Không đâu ạ. Không không thấy uống à? Vâng.
Hải nếu bị ốm hay sao ấy? Vâng ạ. Hả? Vâng ạ. Bị ốm à? Vâng ạ. Bị ốm à, bị như nào? Thì anh biết là mua thuốc cho. Ho thôi ạ. Ho à? Vâng ạ. Thế thì mai thế thì tí nữa anh xuống nhà xong anh gặp anh Sử dưới kia thì anh gửi thuốc lên để mà uống nhá. Vâng. Ở phòng ngủ bên này thì đã quét ra chưa? Chưa rồi. Bây giờ còn là một chút này, đây nó còn loang loang một chút là cái trắng trắng này thì là mày cứ cầm rẻ lâu lâu qua một chút nhá. Vâng. Mấy hôm nữa thì hai anh em là vào ngủ phòng này nhá. Vâng. Bây giờ thì ở trong nhà chưa có đồ đạc của bác thành ra chắc là rất là nói chuyện rất là vang. Hôm qua là không đi lấy được cỏ cho trâu à? Không đâu ạ. Thế là hôm nay là phải đi chăn trâu cả ngày. Vâng. Hôm nay thì em Hải không có đi học với cô bác, thành ra là em mới ở nhà được. Chứ còn là nếu mà em mới đi học thì thành ra là không có chăn trâu nữa. Không có đi chăn trâu được ấy, thì ông lại phải đi chăn trâu rồi. Quét rất là tỉ mỉ. Ở đây thì nếu mà không có sơn vào quá thì nhìn đi vào trong nhà thì phải nói là khá là tối luôn. Ở ngoài thì bây giờ vẫn còn đang trời còn là sáng sáng một chút. Ở đây thì hở mỗi cửa sổ thôi, thành ra là nó chỉ có ánh nắng, chỉ có ánh sáng được từ cửa sổ vào thôi. Cháu Lực cũng rất là mong các bác theo dõi ở trên kênh cũng như là Mạnh Thường Quân trong thời gian qua luôn luôn đi cùng cháu Lực với cô bác, thì thông cảm cháu Lực một chút là về cái phần cửa sổ cũng như là cửa với cô bác. Nghe ra là đến hôm nay thì mấy anh em thợ là lên lắp cho cháu Lực được rồi. Đấy, nhưng mà do là không may là có thêm một số chi tiết của cô bác thì nó bị khi mà anh em thợ làm đấy, cái anh mà cháu Lực bảo là bị cắt cắt bị tai nạn đấy cô bác, lấy số liệu anh kia thì biết rồi, nhưng mà đến một anh mới vào làm thì lại lấy khung số liệu khác, thành ra là khi mà lên thì lại không vừa. Thành ra là hôm nay là lắp cửa xong rồi lên là không vừa, thành ra là các anh mới lại lấy để đi làm lại. Có lẽ là các anh em đội thợ trong cơ khí thì cũng tổn thất một chút về cái phần là cửa sổ này rồi. Phòng bếp bên kia đã quét vào chưa? Quét ra chưa? Chưa rồi. Chưa à? Vâng. Còn là bên phòng bếp bên này nữa. Đi vào trong nhà thì có vẻ là khá là tối nếu mà không có sơn nào ấy. Ở trong kia thì đừng từ từ đừng quét. Quét ở ngoài thôi. Trong kia thì mình phải lấy chổi cái chổi nhựa nhựa Vâng. kìa. Ở đây thì hôm nọ là bao cháu của bác cũng có lên trên này để đun để mà sưởi ấm rồi đấy, và cũng test xem là cái phần ống khói lên thì nó có bị là nó có khói nó có ra không, thì khi mà anh em test thì phải nói là rất rất là may của bác ạ. Và rất là may là khói nó không có đi ngược lại vào trong nhà, nó đều nó thông lên trên hết cả.
Bây giờ thì Hải thử đi ra ngoài xem là cái bóng điện kia là nó khi mà mình đi qua thì nó có sáng không. Ôi, đi cái là sáng luôn nhỉ. Vâng. Thế thử đi ra bóng kia xem nào. Thử gần đi ra gần gần bóng kia xem nó có sáng không. Vâng. Đấy, sáng luôn này. Đấy, ở đây thì nó sẽ cảm biến con người của mình cô bác. Khi mà mình đến gần thì nó sẽ tắt luôn. Hải thử thử đi vào trong này xem nó tắt không. Đấy, đi cái là tắt luôn cô bác. Còn nếu mà bây giờ đi vào gần cái là nó sáng luôn này. Đấy. Khi mà cháu Đức đi vào trong nhà cái là nó sẽ tắt luôn. Đó. Nó không có nhìn thấy cái bóng dáng của người của mình thì nó sẽ tắt luôn. Đấy, kể cả bóng bên kia cũng thế này cô bác này. Đấy, chắc là có Hải. Chắc là Hải ở bên kia thì thành ra là nó mới sáng được. Nó mới sáng được rồi. Đấy, một tí nữa thì sẽ không có thấy Hải thì nó sẽ tắt luôn. Hải có thấy cái bóng đèn này đặc biệt không? Có Có à? ạ. Nhìn thấy là cái là nó tắt luôn nhỉ? Vâng. Vậy cái này thì cài đến tầm độ tầm màn 5 giờ đi cô bác. Gần đến tầm 5 giờ đi thì khi mà mình đi qua ấy, đến tối ấy, thì nó sẽ sáng luôn. Quét, bây giờ quét hết ra ngoài xong còn phải quét ở phần ngoài sân nữa. Vâng. Hải ngày mai nếu mà ở nhà ấy, thì là xem là đi ra bên trên nhà mới này ở chỗ nào mà có củi ấy, thì là nhặt hết nó đi, nhặt Vâng. để sang một một chỗ nhá. Vâng. Ôi, sơn kia mà anh em thợ là kia là còn vỏ đúng không? Vâng. Đấy, sơn này thì hết rồi thì cháu Lực cũng đã xin lại cái vỏ để cho ba ông cháu là dùng luôn. Hôm nọ thì có mười mấy thùng sơn quá thì mấy anh em thợ cũng đã em sử cũng đã đem đi xuống với nhà cũ để mà rửa để mà dùng tận dụng ấy để mà mình xách nước rồi. Đấy, bóng đèn thì cứ nhìn thấy người cái là nó sáng luôn. Bây giờ nó cảm biến, cứ cảm biến nó sáng luôn rồi. Còn là về cái phần sơn nhà của bác, sơn nhà thì ở đây thì cho Đức cũng được là các bác khi mà các bác gửi tiền sơn ấy, thì các bác lựa chọn là màu sơn hết mọi cái thôi gửi cho cháu Lực thì cháu Lực đi ra cái cửa hàng sơn ấy, thì cháu Lực hỏi sơn màu sơn này. Đấy, khi mà mình sơn một cái ngôi nhà mà rơi vào tầm bao nhiêu mét 72 m² thì tầm bao nhiêu tiền. Đấy, ở đây thì đáng lẽ ra nếu mà mình sơn ở huyện thì cái tiền sơn nó sẽ rẻ hơn thôi. Đấy, tiền mà mấy anh em lại thợ đi lại ở đây thì nó rất là xa các bác. Thành ra là cái tiền sơn nhà thì thành ra là người ta lấy đắt thêm một chút nữa. Ở đây thì cháu Lực cũng đã đi hỏi là tầm 4 đội thợ sơn rồi. Đấy, 4 đội thợ sơn rồi. Có đội thợ sơn thì 19 rưỡi, có đội thợ sơn thì hơn một chút. Thành ra là cháu Lực sẽ khi mà lựa chọn đội sơn nào người ta mà dùng cái giá hợp lý và nhìn thấy tay nghề của người ta thì cháu Lực sẽ lựa chọn là mấy đội thợ sơn đây luôn. Như trước làm nhà cũng thế. Cháu Lực cũng đã lựa chọn rất là nhiều đội hơn đội thợ để mà đi vào xây nhà thôi. Đội thợ đi vào xây nhà thì khi mà cháu Lực ghi hình lên thì các bác cũng đã cảm nhận được rằng đội thợ này làm rất có tâm. Thì khi mà cháu Lực cùng với anh em đội thợ mới tiến hành vào là để mà làm hợp đồng luôn. Lấy sắt à? Sắt thì nhặt là để ra một chỗ đi. Để gọn gọn chỗ nào ấy.
Trên là cái nắp sơn này này đấy. Mình đi qua là giấm, ở kia còn sắt này. Còn là như cái phần nó rất rất ra ngoài một chút này các bác này, thì những cái phần này thì không thể tránh khỏi được rồi. Đấy, ở chỗ này là và phần sân ấy, thì mình đi lại một thời gian thì nó cũng hết cái màu sơn, hết cái sơn đi. Nhưng mà còn ở cái phần tường ấy thì chắc chắn là nó sẽ không có bị dính sơn. Bây giờ Hải dùng tay xoa xoa cái bức tường cho là xem nó dính vào tay không. Không đoạn. Không nào, thế Hải lấy áo của mình xoa xoa một tí xem nó có dính Không không. đoạn. Đâu thế nào. Không đoạn. Đấy, còn không dính một chút nào luôn, xoa lại xem nó thế nào. Đấy, dùng áo như lâu như kiểu là mình lau nhà nó không ra một chút nào. Thành ra là khi mà trẻ con vào đây nghịch bậy thì mình có thể là dùng khăn mình khô, khăn ướt ấy, mình lau cái là nó hết luôn. Đấy, một tí nữa thì về giặt lại áo Vâng. nhá. Ở khu này thì hầu như là không có nhà nào mà có cái bóng điện là ngoài trời như này đâu các bác này. Ở đây thì có mỗi nhà của Sử là nhà của ba ông cháu là có thôi. Hôm nay thì cháu được lên để bắt gặp một người mẹ của bác đang cuốn cái ống, không biết là cái trong khoảng thời gian này mục đích của người mẹ là hay liên tục vào đây rất là nhiều. Đấy, có thể là như được mẹ của Hải khi mà xem kênh cháu Lực đăng tải lên ấy, chắc chắn là không có hiểu cháu Lực nói cái gì cùng các em Hải nói cái gì đâu, nhưng mà sẽ có người phiên dịch lại rằng là ba ông cháu nhận được như thế này như thế nọ, có thể là hơi hơi ghen tị một chút. Đấy, còn có rất là nhiều những cái vấn đề nó xảy ra, nhưng mà trên là vùng cao thì các cô ấy, thành ra là các cô rất là bảo thủ của bác ạ. Khi mà mình nói rất là bảo thủ luôn, không có chịu lắng nghe ý kiến, những cái chiều hướng nào mà đúng sai không bao giờ lắng nghe ý kiến cả. Đấy, nếu mà biết mà một chút mà biết nghĩ ấy, thì đợt em Hải còn nhỏ thì đã không có bỏ đi rồi. Đấy, ở đây thì cái câu chuyện mà mẹ của Hải bỏ đi ấy, cháu Đức cũng không có muốn nhắc lại thêm một chút nào cả. Như hôm nay là khi mà gặp mẹ của Hải quay trở lại, cháu Đức phải nhắc thêm vào một chút. Đấy, còn là chắc là bây giờ mấy anh em mình cũng phải là dừng ghi hình đấy thôi, tiếp tục là làm thêm những công việc khác, dọn dẹp thêm một chút nữa các bác, xem là chỗ nào còn chưa cần dọn thì mấy anh em sẽ dọn luôn. Này, vào trong nhà thì khi mà quét xong lau chùi mọi cái thì rất là bóng bẩy. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi các bác. Đấy, có lẽ là hai anh em cũng xin là ghi hình ở đây thôi các bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở chương sống tiếp theo trên kênh bản em thôi. Xin chào các bác anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú chị ạ. Đấy, nếu mà tối nay mà người mẹ xuống nhà ấy, thì là bảo anh thêm một câu nhé, Vâng. để anh gọi anh trưởng thôn ra Vâng. để mà nói thêm một lần nữa. Vâng. Tại vì là nếu mà mình anh nói thì chắc chắn là mẹ của Hải sẽ không nghe, phải Vâng. có thêm bên chính quyền vào can thiệp thì chắc chắn là sẽ nghe. Vâng.